Hi, xin chào mọi người nhá. Hôm nay làm video này để tâm sự về một số bạc thôi. Đó là mình chăm cây sưa đỏ các bạn nhá. Riêng chăm cây sưa đỏ thì nó không phải là phức tạp đâu. Nó thực sự rất là đơn giản. Nhưng mà chúng ta phải bỏ ít một chút thời gian thôi. Đầu tiên là cái cây này là mình cắt trước kia là mình chưa mua cây keo các bạn nhé. Cái keo này keo liên xẻo nhé. Nếu mà chúng ta cắt mà trường hợp mà chúng ta không có keo á, là thường thường là cây liên sẽ bị thôi. Cái nhánh mình cắt á, tới gốc là ảnh hưởng đến phần lõi của cây đó, thì cây sẽ sinh trưởng và phát triển kém, rồi là sau này nó có cái lõi nó sẽ bị hư hỏng, nó không được có cái giá trị, nó không được cao. Cho nên là làm video này để giới thiệu cho các bác, không phải là chỉ chúng ta sử dụng cái keo liên xẻo trong cây cảnh đâu. Cây cảnh các bạn thấy cây cảnh nó rất là nhỏ, nhưng mà các bác nghệ nhân nó làm xong là bôi là cây nó liên xẻo ngay. Nhưng bây giờ thì chúng ta thì cây to cây cao thì nó đơn giản thôi. Mà chúng ta cắt không phải là phải mai miệt cái chỗ vết cắt đâu. Chúng ta cắt xong là chúng ta bôi keo là ok. Sau này thì cây nó sẽ liền cái chỗ vết cắt của mình rất là nhanh các bạn nhé. Cái này mình cắt trước rồi, một tí cắt cây sau thì các bạn sẽ làm hai ba cây sau nhé. Để các bạn tham khảo nhé. Riêng cái cây này là mình là cắt trước rồi. Cái keo là chưa về, bây giờ keo về thì mình vẫn bôi nhé, để nó mưa rồi các vi trùng vi khuẩn rồi là các nấm nó không xâm nhập, nó sẽ không bị hư hỏng chỗ phân cái nhánh mình cắt đó. Nếu mà các bạn nào mà cây nhỏ mà chúng ta cắt từ cây nhỏ là khỏe hơn các bạn nhé. Bây giờ là mình là cây nó hơi to một chút rồi. Mà trước kia là mình cắt không nhá. Bây giờ mua keo mình bôi keo đen nha bạn ạ. Keo đen hay là hiện nay keo rất là nhiều trên thị trường, các bạn thích keo nào thì các bạn cứ mua đấy. Tùy các bạn thôi. Mình bôi keo đen nhá. Các bạn cứ gõ Google hoặc là chỗ YouTube các loại keo liên xẻo cho cây thì nó ra một loạt luôn. Các bạn yên tâm đấy. Thì là sẽ làm môi cho các bạn khoảng tầm 3 cây. Riêng cái cây này thì trước mắt nha các bạn nhé. Các bạn coi đây, mình cắt trước rồi đây. Thì các bạn thông cảm, bởi vì là mình vừa quay mà vừa bôi keo cho nên là nó không được hoàn hảo lắm. Nhưng mà mục đích của mình để các bạn nào mà làm nghề á, trong trọt chăn nuôi thì sẽ có cái cây nó có chất lượng hơn, nó sẽ có hiệu quả hơn, mình mới có cái giá trị kinh tế rất là cao. Cho dù là nó hơi muộn một chút, nhưng mà thì mình cứ làm, mình cứ chăm sóc rồi mình cắt tỉa là cứ bôi keo là cây nó sẽ liên xẻo rất là nhanh. Không bôi keo thì nó sẽ là thổi cái cành mà dẫn đến cây chúng ta bị hư hỏng các bạn nhé. Chỗ nào mình cắt trước mà mình chưa bôi thì bây giờ mình bôi đây. Chỗ này nó gần liền rồi các bạn nhé. Đây. Sau sẽ tiếp tục làm video cho các bạn xem sau khi mình bôi nó thật sự nhanh lành không. Bây giờ thì làm video để giới thiệu cho các bạn cách bôi keo thôi. Chúng ta bôi xung quanh luôn nhé, bôi hết luôn nhé, bôi đầy luôn nhé. Một lọ keo bôi cả chục cây, 20-30 cây luôn các bạn ạ. Keo rất là rẻ luôn, không phải đặt đâu. Thì bên này là bị hỏng, mình cắt một trước là nhanh quá bị trây cái da của nó các bạn. Bây giờ mình bôi keo để sau này nó sẽ liên dần nhé. Nếu không là nó sẽ thổi dần là tới thân của nó luôn, tới thân cây là nó cây chúng ta sẽ không được đẹp, giá trị kinh tế không được cao. Phía bên này cũng vậy, mình cắt trước rồi. Bữa trước là mình cắt mình ẩu là mình không cần bôi keo các bạn,
bây giờ mình thấy cây nó hư nhiều, nó thôi thân thân cây luôn. À, bây giờ mình mới mua keo nha. À, cho nên là khi mua keo cũng giới thiệu cho các bác luôn. À, để sau này các bác nào chưa sử dụng thì các bác cứ đừng có tiếc. À, keo thực sự rất rẻ. Các bác cứ mua keo rồi bôi cây chúng ta sẽ liên rất nhanh luôn. À, đây, đây là cây thứ hai các bạn nhé. À, đây mình cắt vì cây này nó chia hai nhanh ở đây. À, mình có cắt rồi, sau nó liên bắt đầu nó cũng phát triển hai cây nhánh giống nhau cho mình cắt tiếp các bạn nhé. Cắt rồi bôi cho nó liên sẹo ở đây luôn. Cái này là phát triển tiếp, nên phát triển tiếp thì nó cây sẽ ngắn. Ở đây là mình phải tính 3 mét 3 mét rưỡi nhé. Cái cây này nó cao cái, cho nên là mình tự quay cho nên phải quay phần trên thôi các bạn nhé. À, các bạn cứ bôi đây luôn nhá. Còn lại thì nhiều bạc làm cây xưa nhưng mà chưa thấy bạc nào giới thiệu là cắt cánh rồi là bôi keo bây đâu. Chứ còn chủ cây cảnh thì nhiều, nhưng mình thì mình áp dụng qua cây cảnh thì bôi cây xưa luôn cho mình cắt cái cánh của nó nhỏ, nó sẽ lành rất nhanh. À, cho cánh cho phần thân của nó liên xéo luôn. Đó các bạn ạ. Sau nó sẽ lên thân một thân thôi. À, mà một thân thì cây chúng ta sẽ có cái giá trị nó cao hơn. Cây 2-3 thân thì nó phân chia. Thứ nhất là cây không được đẹp, thứ hai là nó phân chia sức sống, sức phát triển cho cây nó sẽ phân chia. Nó không được nhanh, không được to các bạn. À, một cây khác mà 2 cây thì nó sẽ khác nhé. 3 cây thì càng khác hơn các bạn, cho nên là mình mong muốn làm video này để các bạn tham khảo nhé. Ở đây thì hình như nhà nào cũng có trồng cây này nhưng mà cách chăm sóc rồi chăm bón thì ít lắm. Chỉ có một số bạc mà đã bán rồi và có thu nhập từ cây này rồi thì thấy có chăm bón, có chăm sóc, thậm chí là có bón phân phiệt đầy đủ nhé. Nhưng có một số bạc thì mới trồng xong rồi chưa có thu nhập á, mấy tầm 5 năm, 10 năm, 15 năm thì chưa bán. Mà chưa bán thì chưa có tiền thì chúng ta chưa tự tin ha, chưa tin vào cái loại cây này nó có giá trị kinh tế thật không. À, thì nếu mà cây chúng ta to thì chắc chắn tầm 20 năm trở lên thì kinh tế sẽ có, giá trị kinh tế sẽ cao, các bạn sẽ có thu nhập. Bây giờ mới làm đây thì chắc các bạn không tin. Mà mình thì mình vẫn làm các bạn nha. Cây của mình đây thì mới trong 2018 thôi. Nó tầm 5 năm. Nhưng mà cây nó vành 45 rồi, gần 50 rồi các bạn. Cái cây này là mình có bón những cái phân bo một chút nhá. Rồi là lấy rơm ra vắt vào gọc của nó. Thực sự là không phải là có phân hóa học hoặc là các phân khác đâu. Phân bò thì cũng một ít thôi. Lúc mình trong á, nếu mà cây 15 năm nó mà không chăm sóc nó cũng bằng cây này thôi các bạn. Không, nó không to đâu. Nếu mà đất khô cằn thì nó cũng không to lắm đâu. Thì các bạn đã làm nghề lâu năm thì không nói rồi, các bạn đã có thu nhập rồi thì chắc chắn là làm sẽ rất là hay hơn, quy mô hơn, có bài bản hơn. Chứ còn mấy người mà mấy bạn mấy anh em mà mới làm thì nên nghiên cứu nhé. Có lẽ video nó không được hay, không được suôn sẻ, có lúc nó không được rõ ràng thì mình tự quay, tự đạo diễn, tự biên kịch, tự thực hiện mà, cho nên là nó không được hay lắm. Thì thứ nhất, thứ hai nữa là cái trình bày thì cũng không được là suôn sẻ, bởi vì là không phải là chuyên gia về cái MC. Những các bạn mà học hành từ nhỏ về chuyên môn những cái làm MC thì chắc chắn sẽ được hay. Còn mình thì người dân thì chỉ biết trong trọt chăn nuôi thôi các bạn nhé. Đây là kinh nghiệm, không phải là khoa học
hoặc là bài bản một cái gì đó, bạn nào thấy có phù hợp thì các bạn nghiên cứu thôi. Nếu các bạn không thấy có ý nghĩa hoặc là không có phù hợp với cách làm, cách chăm sóc các bạn thì thôi nhá. Thì còn mình thì mình làm đây, cái cây này mình có cắt cây thứ ba các bạn nhá, tức là cây thứ tư đấy. Mình có chăm sẽ thực hiện thực hành cho các bạn xem bồn cây nhé. Đây là cây thứ ba các bạn ạ. Thì mình vừa cắt và tỉ vừa bôi luôn, vì là cây này nó cao rồi các bạn ạ, hơn 5-6 mét rồi, nhưng mà vì là nó cao thì mình phải tự quay ấy, thì phải để mày xa xa một chút. Đó, cắt xong rồi các bạn nhé. Thì bây giờ là chuẩn bị bôi keo. Thì ở đây nó có lẽ thì nó không hay, nhưng mà các bạn cứ theo dõi, các bạn nếu các bạn đã yêu nghề trong đợt chăn nuôi thì các bạn cứ theo dõi thì cách mình làm đó, để cho cây của chúng ta nó có hiệu quả, sau này nó lên, nó cao, nó bán sẽ có giá trị kinh tế rất lớn. Một cây đẹp các bạn ban tầm 100-200 triệu, cây xấu thì các bạn chỉ ban cùng nuôi thời gian như nhau, nhưng mà cây xấu thì các bạn ban tầm 20-30 triệu đó, thì chúng ta lỗ đó. 5 năm, 10 năm, 20 năm có cây bán 100 triệu các bạn, và cây chỉ tầm 50-60 triệu thì mình lỗ. Bây giờ vừa rồi có một điều mà tôi đã quay của bà, của một bà đó, nó cây nó họ trả 80-100 rồi mà họ chưa bán, bởi vì cây gần nhà họ để cho cây cổ thụ chưa cần gặp tiền. Nếu mà chúng ta trồng nhiều thì chúng ta sẽ là hại bội tiền rồi các bạn ạ. Người nông dân mà thu được 50 tỷ là cực kỳ là tuyệt vời rồi. Thì không phải là doanh nghiệp đâu. Bây giờ các doanh nghiệp hoặc là các nhà đầu tư bất động sản hoặc là các nhà đầu tư chứng khoán, chứng chỉ quỹ, vân vân, thì là khác, vì cái môi trường học hành từ nhỏ thì chắc là nó sẽ khác hẳn. Ở đây nông dân của chúng ta thì chân lâm tây bùn mở mặt ra thì có biết trong quật chân nuôi thôi. Hiện nay thì nhờ có công nghệ thông tin thì rất là nhiều anh em chia sẻ những kinh nghiệm hiệu quả. Thì mong muốn của mình là nhiều bác, nhiều anh em, nhiều bà con cùng biết cách chăm sóc cho cây bạc tỷ này đúng theo nghĩa của nó, sẽ thực sự thu bạc tỷ từ cái cây này nhé các bạn nhé. Đây là cây thứ tư các bạn nhé. Cái này sẽ cắt cành của nó rồi. Cái này trước kia nó bị hư hỏng nhiều các bạn nhé, đó vì mình trồng xong mình thả cả bo, nó bây giờ nó hư. Bây giờ là mình bán hết bo rồi, không còn, mình chỉ chăm cây thôi các bạn ạ. Đây cắt xong một tí là cắt phần nhánh trên rồi cắt cái nhánh này luôn. Đây các bạn coi đây, nếu chúng ta không cắt ấy, thì sau cây nó sẽ rất là nhiều nhánh như thế này, nên nó không được đẹp, nó to lắm rồi thì mình không cắt được nữa. Rất khó. Bây giờ đây, đây là vệt mình chữa ngày xưa nó bị bệnh các bạn ạ. Đây các bạn cũng theo dõi ấy nhé. Mình cắt xong thì là mình bỏ keo luôn các bạn xem. Ở đây thì là cái keo bôi lên dễ hơn, ở đây nó cây con nhỏ còn thấp nhá. Thì rất là mong các bạn, các cô gì tất cả các bạn yêu mến và ủng hộ kênh của mình nhé, bằng cách là bằng các bạn đăng ký kênh, xem video, chia sẻ video. Kênh còn rất là nhỏ, chưa ai biết đến, thì
Phong môn của mình thì sẽ giới thiệu nhiều hơn để cho các cô dì chú bác các anh chị mà quan tâm cũng như là yêu nghề trồng trọt chăn nuôi sẽ tiếp tục giới thiệu cho các anh chị những cái cách trồng, cách chăm sóc cây sưa đỏ nhé, rồi là một số cái các mô hình khác. Thì hôm nay thì mình đang quan tâm nhất là cây sưa đỏ. Thì cây này thì càng ngày nó sẽ có giá trị hơn nếu chúng ta có cây già. Tuy nhiên thì có các thời điểm nó lên nó xuống các bạn nhé. Đó. Nhưng mà chúng ta không được bán gập nhá. Nếu các bạn mà bán gập thì nó sẽ được về thương lại ép giá. Đó, chúng ta cứ bán từ từ. Các bạn yên tâm nhé. Có gì thì các bạn cứ để bình luận nhé, hoặc là muốn hỏi một cái gì đó thì các bạn cứ để bình luận nhé. Mình sẵn sàng sẽ trả lời. Nếu có hỏi dài thì tôi sẽ trả lời các bạn qua video, nhưng mà nếu ngắn gọn thì tôi sẽ trả lời trực tiếp cho các bạn luôn. Ở đây tôi bôi keo các bạn, vì là tự quay thì các bạn thông cảm nhé, không thể cầm camera quay trực tiếp lúc mình bôi được. Các bạn thông cảm. Thì qua video này thì mong các bạn, các cô dì chú bác anh chị khi cắt cây nữa mà để cây chúng ta lớn rất nhanh nhé, và không thôi thì chủ cây nhanh mình cắt lắm, các bạn cứ bôi keo nhá. Hôm nay thì các bạn cứ gõ một cái chỗ YouTube thì rất là nhiều loại keo lắm, các bạn yên tâm, keo chi cũng có, các bạn có lựa chọn này. Còn keo mình là keo đen đấy. Đây các bạn coi đây. Đấy, mình bôi, mình cắt xong là bôi nhá, nếu không bôi là nó sẽ thôi tân thân của nó luôn. Đó, mà sau này thì nó lớn lên thì nó sẽ bị hư hỏng. Đó, có cái vệt sẹo rất lớn. Đây giống mình cắt đây, mình bị sẹo đó các bạn. Cái cây này nó hơi cong một chút, nhưng mà đây giống cây này, này. Đấy, mình cắt xong này. Mà sau này nó lớn thì nó cũng không cong lắm đâu. Đó, lúc nhỏ mình chăm sóc như thế này rồi khi nó lớn nó sẽ cực kỳ đẹp. Đó, nếu mà các bạn không chăm sóc thì nó sẽ bị hư nha. Cây này tầm 4 năm tuổi rồi các bạn. Thì rất mong công ty chủ bạc ủng hộ cánh của mình nhé. Cánh tuy nhỏ nhưng mà thực sự cống hiến cho các cô dì chủ bạc.